my god, mọi người ơi, bão đang đến nè, các bạn nhìn nè. Oh my goodness. Trời ơi, gió nó thổi nè các bạn, nhìn giả mang không? Rồi đó. Ghê thiệt. Mù mịt hết rồi các bạn ơi. Các bạn thấy đèn xanh đỏ nhìn nó rung rinh kìa. Nhìn bên đây nè các bạn. Gió thổi rung rinh xe mình luôn á. Các bạn thấy đằng trước này còn trắng đúng không? Nhưng mà bên tay trái mình là đã mù mịt hết rồi. Gió thổi quá trời thổi rồi. Chi. Ghê trời. Bão đến nhanh lắm các bạn. Mịt mù hết rồi. Đi thôi. Đây các bạn thấy bên đây không? Thì nó đen hết luôn nè các bạn. Trong điện thoại các bạn không thấy đen lắm, nhưng mà ở ngoài tối thui luôn rồi đó. Điện thoại mình nó còn sáng các bạn, nhưng mà bên ngoài tối hết rồi. Các bạn thấy gió không? Gió nó lắc lư cái đèn xanh đèn đỏ luôn các bạn thấy không? Ghê thiệt. Bên đây mà mỗi lần mà bão nhìn ghê gớm lắm các bạn. Khu mình không có gần biển, nhưng mà mỗi lần mà có bão tới là nó mù mịt hết các bạn. Và sợ nhất là lốc xoáy, tại vì là cái nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang nóng các bạn, mà bây giờ mưa xuống cái bắt đầu nó lạnh, thời tiết nó lạnh lên. Nó lạnh thì rất là sợ cái vấn đề là mưa đá xong rồi lốc xoáy các bạn. Lốc xoáy ghê lắm. Cái gì nó bay ngoài đường thấy các bạn thấy không, nhìn nè, bắt đầu mưa rồi đó các bạn thấy không, nhìn giả mang lắm, mịt mù luôn rồi đó. Sợ nhất là có lốc xoáy. Hôm rồi thì ở đây có mưa đá các bạn, bây giờ thì lốc xoáy. Oh my god, đấy nhanh ghê thấy không các bạn. Ok thôi, tạm biệt các bạn nha. Mình bây giờ mình về tới nhà rồi, mình sẽ bỏ xe vô nhà đây. Bye bye mọi người nha.